Hello các bạn, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ nói về chủ đề bảo hiểm xe ở Mỹ. Vì mình thấy có rất nhiều người mặc dù hàng tháng vẫn mua bảo hiểm xe, vẫn đóng tiền đều đặn, nhưng mà những cái ý nghĩa của những con số trên bộ bảo hiểm, những thông tin mà mình cần nên biết về bộ bảo hiểm của mình mua thì họ không biết. Cho nên tới một ngày mà thực sự họ cần dùng đến những lợi ích của bảo hiểm xe thì họ không biết cách xử lý. Cho nên hôm nay mình muốn quay video này để chia sẻ những thông tin mà mình cần nên biết về bảo hiểm xe của mình nha mọi người. Điều đầu tiên mình muốn nói tới đây là tại sao mình nên mua bảo hiểm xe. Thứ nhất là đó là quy định của nhà nước. Vì hầu hết các tiểu bang ở Mỹ đều quy định là người lái xe phải có bảo hiểm xe. Chỉ có hai tiểu bang cá biệt đó là Virginia và New Hampshire, là hai cái bang này họ không bắt buộc người dân lái xe là phải mua bảo hiểm xe, nhưng mà họ có những quy định riêng dành cho người dân ở đó thì mình sẽ không nhắc tới. Nhưng mà tổng thể ở Mỹ là khi lái xe là phải có bảo hiểm xe vì đó là quy định của nhà nước. Mà quy định này có là chỉ cũng để bảo vệ người đi đường thôi, đúng không mọi người? Vì nếu ra đường mà người ta bị đụng chúng mà không phải lỗi của họ, rồi cái người đụng họ lại không có bảo hiểm, thì ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm đền bù tiền bạc hoặc là thuốc thang nếu mà bị thương khi mà người lái xe đụng họ không có khả năng đền bù? Đó là lý do thứ nhất. Thứ hai nữa, bảo hiểm xe cũng là bảo vệ người lái xe luôn mọi người. Vì như nãy cũng có nhắc tới, nếu không may mình lái xe ra đường mà mình lỡ mình đụng phải người đồng đó mà họ bị chấn thương hoặc xe bị hư hỏng rất nặng và mình lại không bảo hiểm, thì mình phải bỏ ra tiền túi của mình để đền cho cái người đó, và cái số tiền có thể là số tiền lớn nữa đó. Thì nếu mà mình có bảo hiểm xe thì công ty bảo hiểm sẽ là người đứng ra và chi trả cái tiền đền bù cho cái người bị đụng, và mình cũng có thể là chi một phần, thì nhưng mà cái phần đó mình chia từ tiền túi của mình thì ít hơn so với cái tổng cộng số tiền mà mình phải đền bù cho người kia đó. Thì bảo hiểm xe một phần bảo vệ cho người đi đường và một phần cũng luôn bảo vệ cho người lái xe luôn nha mọi người, người bảo hiểm đó. Thì khi nhà nước quy định người lái xe phải mua bảo hiểm xe, mọi người, họ chỉ yêu cầu người lái xe mua bảo hiểm ít nhất là bảo hiểm 1 triệu, thì tiếng Anh gọi là auto liability insurance, thì người bình dân ngoài đường mình hay người ta gọi là bảo hiểm 1 triệu. Là bảo hiểm này khi mà mình lái xe mình gây tai nạn thì công ty bảo hiểm mình mua sẽ đền cho cái người bị mình đụng. Đó là lý do sao họ gọi là 1 triệu, vì chỉ đền cho một bên thôi. Còn nếu mình gây tai nạn mà mình có bảo hiểm 2 triệu, hay tiếng Anh gọi là comprehensive coverage luôn, thì công ty mình mua sẽ đền cho hai bên luôn, người bị mình đụng và cũng như người gây tai nạn luôn là mình đó. Thì nói đến đây thì bảo hiểm 1 triệu và 2 triệu chắc chắn với 2 triệu sẽ mắc hơn rồi, đúng không? Tại vì công ty mình phải đền luôn cho hai bên, nhưng mà quy định của nhà nước là chỉ yêu cầu người dân khi mua bảo hiểm xe thì ít nhất phải có bảo hiểm 1 triệu để khi mình gây tai nạn cái người bị mình đụng sẽ được đền bù thỏa đáng. Và mình cũng muốn chia sẻ một chi tiết về cái bảo hiểm 2 triệu hay là cái comprehensive insurance coverage đó mọi người. Thì nếu mà mình mua bảo hiểm 2 triệu của mình là người gây tai nạn, thì khi mình về nhà thì bảo hiểm của mình sẽ đền cho mình để sửa lại xe của mình, đúng không? Nhưng mà có một chi tiết là về cái deductible á, là cái này nếu chắc nhiều người cũng nghe thường và cũng chắc cũng biết rồi, là cái deductible là cái số tiền mà mình phải tự bỏ tiền túi ra mình để sửa xe trước. Rồi sau đó bảo hiểm sẽ đền cái phần còn lại. Ví dụ rõ ràng là nếu mà mình chiếc xe mình phải sửa là sửa hết 5.000 mà mình có deductible là 500 đô thì mình phải tự bỏ tiền túi mình ra 500 đô. Rồi bảo hiểm sẽ lo phần còn lại của 5.000 là 4.500 đó, là để sửa chiếc xe 5.000. Còn nếu mình có deductible là 1.000 thì mình phải tự bỏ tiền túi mình ra 1.000. Rồi 4.000 còn lại là của bảo hiểm đợi cho mình để sửa xe. Đó thì lý do mà cũng có bảo hiểm đưa ra cái deductible là để hạn chế cái số lượng hồ sơ hay là cái claims họ phải giải quyết. Nếu mà không có deductible các bạn, thì những cái vụ rất là nhỏ nhặt như là bể kính xe hay là bị va chạm nhẹ hoặc phải sơ chỉ tốn mấy trăm đô để sửa, thì những người này sẽ gọi vào khai bảo hiểm để bảo hiểm giải quyết, thì họ sẽ làm việc không sể luôn, vì những chuyện rất nhỏ tốn vẫn phải tốn công sức thời gian để giải quyết nhưng mà cái giá trị nó không bao nhiêu hết. Thì những công ty bảo hiểm đưa ra cái deductible là để hạn chế cái số lượng hồ sơ để giải quyết như vậy. Thì khi mình bảo hiểm á, mà deductible mình mà cao hơn á, bình thường hay là có nhiều người sẽ mua 1.000, 1.500, thậm chí 2.000 luôn, thì cái tiền hàng tháng mà họ đóng bảo hiểm này sẽ thấp hơn, vì cái phần trách nhiệm của họ sẽ cao hơn, thì cái giá trị bảo hiểm á,
được đền sẽ giảm, cho nên mỗi tháng họ sẽ đóng bảo hiểm thấp hơn. Còn có những người á, họ có điều kiện, họ có khả năng á, thì có người sẽ mua luôn zero deductible luôn, có nghĩa là cái chuyện gì nhỏ nhặt họ cũng có thể gọi vô hồ sơ bảo hiểm để bắt người ta đền đó. Thì những người này á, họ sẽ đóng tiền cao hơn vì những chuyện nhỏ nhặt như vừa nói là chạy sơn chút xíu hoặc vẽ kiến chút xíu cũng phải bắt bảo hiểm đền, thì mỗi tháng họ sẽ đóng bảo hiểm cao hơn những người mà có tiền deductible cao. Đó là như vậy, thì Cường muốn giải thích rõ về cái ý nghĩa của deductible cho bạn hiểu luôn. Bây giờ mình sẽ nói về ý nghĩa những con số nằm trên bộ hồ sơ bảo hiểm với các bạn. Thì cái trang đầu tiên thường là cái trang declaration page, thì cái trang này sẽ ghi rõ cái giá trị của cái bộ hiểm mình mua. Thì có ba con số quan trọng mà mình nghĩ các bạn cần nên biết. Con số đầu tiên á, là cái bodily injury per person. Thì con số này á, như ví dụ đây là 100.000, có nghĩa là công ty hiểm sẽ đền maximum để trị thương cho một người trong một vụ tai nạn là 100.000. Ví dụ cặn kẽ là nếu một người chạy xe đụng phải người khác mà người này bị chấn thương nặng, có thể tốn tới 105.000 để trị thương để hoàn thành bình phục, thì công ty bảo hiểm của người này chỉ có trách nhiệm trả tới 100.000 để trị thương những người đó thôi, còn cái 5.000 còn lại á, là tự người đó phải tự bỏ ra, vì họ chỉ mua cái giá trị là 100.000 per person thôi, là cho từng người, cho một người thôi, thì công ty bảo hiểm chỉ đền tới 100.000 thôi là hết trách nhiệm. Đó là cái số này, nó ý nghĩa như vậy. Con số kế tiếp là bodily injury per occurrence, 300.000, như cái bộ hồ sơ này là 300.000. Thì con số này là con số maximum công ty bảo hiểm sẽ đền tổng cộng trong một vụ tai nạn để trị thương cho những người bị đụng phải. Ví dụ cặn kẽ như có thể một người họ gây ra tai nạn liên hoàn, một tai nạn rất nghiêm trọng, có thể 4-5 chiếc xe bị đụng phải luôn, thì có rất nhiều người bị thương. Thì công ty bảo hiểm không có care là có 5 người hay 10 người bị thương, họ chỉ trả tổng cộng hết để trị thương cho cái những người bị thương đó, là 300.000 thôi. Còn sau cái 300.000 này á, là trách nhiệm của người gây ra tai nạn, chứ họ không có, công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm hơn cái 300.000 này nữa. Đó, vì là cái giá trị người mua chỉ là 300.000 thôi cho tổng cộng một vụ tai nạn. Còn con số thứ ba là property damage. Thì khi mình gây ra tai nạn thì sẽ liên quan tới xe cộ nè, hay là có người họ lái xe mà họ sơ ý hoặc đạp ga tông vào nhà người ta hoặc tông một cái cửa tiệm nào đó, thì con số này là con số maximum, như là 100.000 này nè, là maximum công ty sẽ đền để sửa xe nè, hay là sửa lại nhà, hay là sửa lại cửa hiệu cho người đó. Đó là property damage, là vậy, nó riêng qua về cái bodily injury là liên quan tới người chị thương, còn cái property damage đó là để sửa chữa xe hoặc sửa chữa nhà hoặc cửa hiệu. Đó là như vậy nha, ba con số này rất quan trọng cho bộ sơ mình mua. Và Cường cũng muốn nói rõ đây luôn là khi nhà nước mà có quy định về bảo hiểm mình mua một chiều á, thì họ cũng quy định luôn là một mức tối thiểu mà mình cần phải có cái giá trị bảo hiểm của mình. Ví dụ như cái bang Missouri mình đang ở nè, họ quy định cái mức tối thiểu người lái xe phải mua bảo hiểm là 25.000, 50.000 và 10.000. Như Cường giải thích nãy, cái 25.000 đầu tiên là cái giá trị bảo hiểm sẽ đền cho một người trong một vụ tai nạn. Còn 50.000 là tổng cộng một vụ tai nạn đó là giá trị và ít nhất mình phải mua là 50.000. Còn cái 10.000 là cái giá trị mình mua để bảo hiểm có thể đền cho xe cộ nè, hay là sửa nhà nè, sửa lại cửa hàng mà mình đụng phải nè. Đó, thì từng tiểu bang họ có những quy định riêng của họ về cái luật bảo hiểm là được quản lý ở mức tiểu bang hay là chính phủ, cho nên mỗi tiểu bang sẽ mỗi khác. Có thể bang này như vậy nhưng mà bang kế bên có thể là nó cao hơn hoặc thấp hơn, nhưng mà muốn nói rõ luôn là từng tiểu bang sẽ có một quy định về cái mức giá trị tối thiểu mà người lái xe cần phải mua. Đó, Cường muốn nói rõ như vậy cho các bạn hiểu. Và một chi tiết khá là quan trọng nữa là khi mà mình xảy ra tai nạn giao thông và bảo hiểm mình đền tiền sửa xe cho mình á, thì nếu mà cái tiền sửa xe mà cao hơn cái giá trị chiếc xe của mình á, là ví dụ như chiếc xe mình là hiện tại giá trị là 5.000 mà mình xảy ra tai nạn giao thông và họ xuống họ coi, họ nói là bây giờ tiền sửa xe của bạn là tới 6.000 rồi, thì thay vì đưa bạn 6.000 để sửa xe để chiếc xe mình trả lại bình thường á, thì họ sẽ chỉ đền cho mình 5.000 thôi và họ sẽ kéo chiếc xe của mình đi. Là trong trường hợp này mình gọi là chiếc xe mình bị total á, là họ chỉ đền đúng cái giá trị chiếc xe mình đang chạy hiện tại thôi, chứ không có đền quá mức đó để sửa xe lại cho bạn đâu nha. Thông tin kế tiếp mà mình muốn nói tới là về cái medical payment coverage trên cái bộ hồ sơ bảo hiểm xe.
Thì trong một vụ tai nạn á, không phải lúc nào cũng là suôn sẻ thấy rõ là người này có lỗi và người này chịu trách nhiệm, mà cũng có lúc là xảy ra tranh chấp với nhau là A đổ lỗi cho B và B đổ lỗi cho A. Thì nếu mà có trường hợp này xảy ra thì cảnh sát cần phải có thời gian điều tra và những công ty bảo hiểm làm việc với nhau để quyết định rõ là ai là người có lỗi. Nhưng mà A và B á có thể là sẽ bị thương và cần phải đi bác sĩ trước để trị thương, thì A sẽ người trả tiền bác sĩ cho họ. Thì trong thời gian tranh chấp như vậy á, A và B sẽ về tự khai với công ty bảo hiểm của họ, rồi công ty bảo hiểm của họ sẽ là người đứng ra chi tiền cho họ để đi bác sĩ. Có thể họ phải cần đi chụp X-ray để coi có bị nứt xương hoặc gãy xương hay không, tại vì họ bị đau lưng đó. Thì nếu mà A đi bác sĩ để chụp X-ray á, thì công ty bảo hiểm của A sẽ đứng ra chi tiền cho A để trị thương trước, trong thời gian hai bên đang điều tra để làm việc với nhau là coi ai là người chịu trách nhiệm. Sau này khi mà quyết định rõ ràng là ai là người có lỗi rồi đó, thì công ty bảo hiểm của A và B sẽ tự giải quyết với nhau tiền bạc như thế nào thì họ tự deal với nhau. Nhưng mà trước mắt các A cần đi bác sĩ để trị thương thì công ty bảo hiểm của A sẽ là người đưa tiền để họ để A đi trị thương trước. Đó là về ý nghĩa của về cái medical payment coverage nha các bạn. Và cái medical payment coverage cũng có cái limit hay là cái giá trị riêng của nó nha các bạn. Ví dụ như trong thời gian chờ đợi mà mình đi bác sĩ mình khám rồi mình trị thương riêng của mình á, mà mình mua bảo hiểm medical payment coverage chỉ có 500 đô thôi, thì bảo hiểm của mình chỉ có trách nhiệm chi cho mình tới 500 đô thôi. Còn nếu mình đi khám mà hết 600 đô thì 100 đô còn lại là mình tự bỏ tiền túi ra mình trả. Còn sau này khi mà mình cái vụ điều tra tranh chấp mà giải quyết rõ ràng rồi, biết ai là người có lỗi rồi á, mà bên kia là người có lỗi á, thì công ty bên kia sẽ là người chịu trách nhiệm và đền bù lại cho các bạn sau. Nhưng mà nếu mình mua 500 đô mà mình đi trị thương hết 600 trong thời gian tranh chấp thì công ty của mình chỉ đền cho mình tới 500 đô là xong. Và cái thông tin cuối cùng mình muốn chia sẻ ngày hôm nay là về cái Uninsured Motorist Coverage và cái Underinsured Motorist Coverage nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ giải thích rõ ý nghĩa của từng cái. Đầu tiên là cái Uninsured Motorist Coverage là nói về những người lái xe không có bảo hiểm. Thì ví dụ cụ thể là một ngày đẹp trời mình lái xe ra đường mà mình bị đụng phải, và xui thay cho mình cái người đụng mình mà người có lỗi á, họ không bảo hiểm đó, họ không bảo hiểm khi lái xe, thì ai sẽ người đền cho mình? Thì bây giờ bắt buộc mình phải quay về bảo hiểm của mình. Nếu mà mình có mua cái Uninsured Motorist Coverage á, thì công ty bảo hiểm của mình mua á, sẽ đứng ra đền cho mình để sửa xe hoặc mình đi trị thương đó, thì công ty của mình sẽ chịu trách nhiệm về cái vụ tai nạn này nếu mà mình có mua cái Uninsured Motorist Coverage cho các bạn. Còn cái Underinsured Motorist Coverage á, là ví dụ hồi nãy luôn, mình ra đường mà mình bị đụng phải, nhưng mà lúc này cái người đụng mình, người gây tai nạn á, họ có mua bảo hiểm nhưng mà họ mua rất thấp, có thể họ chỉ mua cái mức minimum là cái mức mà quy định nhà nước bắt tối thiểu là phải có thôi, là như Missouri là 25.000. Thì mình bị thương mình đi chữa tới 50.000 đi, thì bên kia chỉ có trách nhiệm đền cho mình 25.000, công ty bên kia á, trách nhiệm của họ chỉ đền 25.000 thôi. Thì 25.000 còn lại đó mình phải tự về mình khai bảo hiểm công ty mình mua, là nếu mình có mua cái Uninsured Motorist Coverage thì họ sẽ đền cái phần còn lại cho mình đó, thì 50.000 bên kia sẽ đền 25.000 vì cái người có lỗi là chỉ mua 25.000 thôi, thì công ty bảo hiểm bên họ sẽ đền 25.000 cho mình. Còn bên mình nếu mà mình có mua cái Uninsured Coverage đó, thì bên mình sẽ tiếp tục đền cho mình 25.000 để tổng cộng cái số tiền mình đi trị thương là 50.000. Đó là ý nghĩa của hai cái phần này là như vậy nha các bạn. Và đó toàn bộ những thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay. Thì thực sự mà nói là chủ đề bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà là rất là bao la và rất là phức tạp luôn, cho nên mình chỉ lướt qua sơ và chỉ nói những thông tin mà cơ bản và cần thiết về bảo hiểm xe cho những người ở Mỹ thôi. Và hôm sau nếu mình rảnh mình sẽ quay về bảo hiểm, nói về bảo hiểm nhà cửa và sẽ chia sẻ với các bạn sau. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người vào lần sau nha. Thank you.